Tất Thành, Quỳnh Hương. Rất vui khi từ nay sẽ là người tham gia đồng hành cùng các bạn sinh viên cũng như nhiều bạn trẻ đang bước vào ngưỡng cửa đại học trên kênh Đông Á Confession của Trường Đại học Đông Á. Chương trình Đông Á Confession sẽ liên tục cập nhật các thông tin đa chiều về các hoạt động đào tạo, liên kết hợp tác, đời sống sinh viên và phản ánh toàn diện về cuộc sống học tập, những trải nghiệm hấp dẫn, thú vị, những chia sẻ khi là sinh viên, tất cả sẽ có trong chương trình Đông Á Confession của chúng tôi. Tất nhiên ngày hôm nay, chúng tôi sẽ mang lại những thông tin vô cùng thiết thực và đang rất cần thiết cho các bạn trẻ đang phân vân với con đường tương lai của mình về phía trước, thông qua những trải nghiệm rất đáng nhớ đầy dấu ấn của một bạn trẻ sinh viên năm nhất của Trường Đại học Đông Á. Vâng, một năm học mới nữa sắp bắt đầu và đang chào đón các bạn trẻ mới lại bước chân vào ngưỡng cửa đại học. Cuộc sống sinh viên với muôn vàn trải nghiệm đáng nhớ nhưng cũng rất nhiều khó khăn, không phải ai cũng biết được mình cần phải chuẩn bị và nên làm gì trong suốt khoảng thời gian 4 đến 5 năm sắp tới. Hy vọng rằng những kinh nghiệm và chia sẻ sau đây của các anh chị sinh viên khóa trước có thể giúp các bạn trẻ có thể tự tin vững bước trên con đường mới và làm chủ tương lai của chính mình. Năm nhất đại học với tôi là cả một sự khởi đầu mới. Như nhiều bạn trẻ, cuộc sống của tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn. Để bắt đầu cuộc sống tự lập và trưởng thành, tôi tự tìm cho mình niềm đam mê để bắt đầu cuộc sống sinh viên. Với gần 10 câu lạc bộ học thuật, tài năng, hoạt động thường xuyên, tôi đã bắt đầu làm quen được nhiều bạn mới, học được những kỹ năng mới và kết nối với môi trường học ở đây. Vì vậy, nếu các bạn là tân sinh viên Đông Á, đừng bỏ lỡ những sự kiện văn hóa giải trí sôi nổi diễn ra trong trường. Một thông tin khá thú vị cho những ai muốn trau dồi khả năng giao tiếp tiếng Anh là tại Đại học Đông Á, việc giao tiếp và học tiếng Anh sẽ càng trở nên thực tế và ý nghĩa hơn bao giờ hết khi bạn hoàn toàn dễ dàng tìm được cho mình các câu lạc bộ tiếng Anh cũng như các nhóm bạn bè nói tiếng Anh. Tôi cũng đã trưởng thành lên rất nhiều từ việc tích cực giao tiếp và diễn đạt chính xác những suy nghĩ của mình thông qua việc đăng ký tham gia giao lưu văn hóa ở các sân chơi quốc tế. Nếu bạn là một người năng động, có nhiều ý tưởng, hãy tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học của khoa hoặc của trường. Điều này cũng không hoàn toàn là quá khó khăn với các bạn sinh viên, bởi vì tại Đại học Đông Á có rất nhiều khu tiện ích phục vụ việc nghiên cứu khoa học và các cố vấn học tập sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn, tạo cảm hứng để bạn có thể chinh phục và tích lũy kiến thức. Khác với môi trường học tập ở phổ thông, bước chân vào đại học bạn sẽ phải làm quen với việc tự học. Những ngày tháng miệt mài ở giảng đường, tôi cùng nhiều bạn sinh viên khác được trải nghiệm và khám phá khuôn viên học tập mở với nhiều khu tiện ích ở trường. Ở Đại học Đông Á, bạn sẽ không phải băn khoăn vì sẽ tìm được rất nhiều địa điểm lý tưởng để học. Từ thiết kế, kiến trúc, xây dựng đến lắp đặt các trang thiết bị, chăm sóc cảnh quan đều hướng đến mục tiêu hình thành một không gian văn hóa đọc hiện đại, đầy hứng khởi và sáng tạo. Sẽ chẳng thấy xa lạ gì nếu các bạn là sinh viên của Đại học Đông Á. Việc tiếp cận với các hội thảo khoa học và xã hội sẽ diễn ra liên tục. Đây là phương pháp giúp cho chúng tôi có thể mở rộng được vốn kiến thức. Nếu như sinh viên năm 3, năm 4 của Đại học Đông Á dường như quen thuộc với các hội chợ việc làm thường niên hay được thực hành nghề nghiệp tại các phòng thực hành trang bị hiện đại theo chuẩn quốc tế, thì sinh viên năm nhất cũng có thể tiếp cận làm quen để tìm những công việc bán thời gian tại các hội chợ việc làm. Sẽ có rất nhiều thông tin và kinh nghiệm bổ ích dành cho bạn, bởi một công việc bán thời gian ngay trong năm nhất sẽ mang lại cho bạn những trải nghiệm và kết quả thật khác biệt. Chắc hẳn bạn cũng sẽ như tôi, có những phân vân về hướng việc làm của mình sau khi ra trường. Với quy trình đào tạo theo định hướng, dạy lý thuyết gắn với thực hành, bạn sẽ không còn lo lắng về công việc của mình sau này. Việc của bạn là không ngừng nỗ lực trau dồi học tập và tích lũy kinh nghiệm. Nhiều ngành học hấp dẫn như điều dưỡng, quản trị truyền thông tích hợp, công nghệ kỹ thuật ô tô, kế toán tài chính ngân hàng, v.v. là những ngành học luôn chiếm ưu thế trong tìm kiếm cơ hội việc làm. Với định hướng đào tạo này, tôi đã được học tập và trau dồi các kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, rèn luyện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Đại học Đông Á là trường đại học với hàng triệu điều để khám phá. Tôi rất vui vì mình sẽ có thêm vài năm nữa để trải nghiệm hết cuộc sống ở nơi đây. Một khám phá thú vị nho nhỏ của tôi là các cô gái ở trường Đại học Đông Á rất xinh xắn, và đặc biệt là nếu được ngắm trường Đại học Đông Á về đêm từ trên cao thì đó là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Hãy tin và chọn lựa môi trường học tập của chính mình, lựa chọn theo đúng niềm đam mê của mình, chắc chắn bạn sẽ thành công.